Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc biết được cái quy trình chúng tôi làm về tượng Phật cũng như là tượng quan. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu các cái quy trình, ví dụ như sơn son thép vàng tượng, lên màu, lên khăn, lên áo. Và trong video này thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu một quy trình nữa làm về tượng Phật, đó là quy trình lên dâu. Thì lên dâu và lắp tay, đây là công đoạn cuối cùng của chúng tôi để bàn giao cho quý khách. Những người thợ của chúng tôi đây đang lắp từng cọng dâu vào để cho đúng tư thế với các cái dáng thế của ngũ vị tôn quan. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là những người thợ của tôi đang lắp dâu vào quan đệ tam, tức là người mặc áo màu trắng, quần trắng. Và đây là pho Ngọc Hoàng Đức Vua Cha, là người mặc áo vàng, cũng đã lên dâu xong. Và chúng tôi cũng chia sẻ tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc là những bộ dâu của các quan đây là chúng tôi làm dâu bằng đồng và được nhuộm đen, và đồng là đồng đỏ. Nếu như để đồng đỏ thì nhìn nó vô lý và chúng tôi đã nhuộm đen để cho nó hợp với mãn nhãn với phong tục của các cụ ngày xưa là dâu đen. Chúng tôi đang chỉnh chu trau chuốt lại từng cọng dâu một. Để làm được bộ dâu như này rất là kỳ công và mất rất nhiều thời gian. Như quý các bạn đang xem thì trông rất là đơn giản, nhưng những người thợ chúng tôi thì làm công phu mất rất là nhiều ngày để làm dâu. Thì dâu này thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn là dây đồng, và dây đồng là được lấy từ dây điện, và đây là điện nhiều lõi. Các bạn đang chiêm ngưỡng đây là quan đệ tam, quan đệ nhất, quan đệ nhị, và đây là những cánh tay của tượng thì chúng tôi sẽ lắp sau, lát chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Và hai vị quan các bạn đang xem gần nhất đây là một bên là Nam Tào, một bên là Bắc Đẩu, thì dấu hiệu phân biệt là Nam Tào là có chiếc áo choàng màu xanh và Bắc Đẩu là chiếc áo choàng màu đỏ. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nhận trùng tu tượng Phật, đồ thờ cúng đã qua sử dụng. Quý khách hãy cứ liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi ở làng nghề gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đang nhận trùng tu rất nhiều các cái công trình nhà thờ, đình chùa, miếu mạo ở Thanh Hóa. Và qua nay cũng có rất nhiều người trong Hà Tĩnh là có yêu cầu chúng tôi là ra nhận hàng trùng tu đồ thờ cúng. Quý vị cứ gửi hình ảnh về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái món đồ để trùng tu. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể xem được các cái quy trình của những người thợ lành nghề đất La Xuyên làm tượng Phật cũng như đồ thờ cúng cũng như là đồ gỗ phòng khách. Quý vị, chúng tôi sẽ ghi ở phía dưới phần mô tả và cuối cùng của của video này. Tôi sẽ để cái link để quý vị dễ ấn vào nút đăng ký. Nếu quý khách thấy hay thì quý khách hãy chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Đồ Gỗ Online ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là quy trình lên dâu lên tay cho tượng Phật, tượng quan. Và các bạn đang chiêm ngưỡng đây là pho tượng Ngọc Hoàng Đức Vua Cha đang cầm chiếc thẻ bài. Và bên trên mũ của quan thì chúng tôi còn một cái, còn bên trên là một còn một cái mũ trùm bên ngoài nữa, thì chúng tôi sẽ không lắp vì đây là chuyến hàng đi xa. Chúng tôi sẽ tháo rời, và xung quanh thì chúng tôi sẽ lắp một cái
giá ngai chạy nguyên vành đai rồng giống như ngai thờ. Trong video này thì chúng tôi sẽ không giới thiệu vì chúng tôi sẽ tháo rời và chuẩn bị xếp xe nên chúng tôi sẽ không lắp vào nữa. Trong video trước thì chúng tôi đã giới thiệu quy trình lên khăn lên áo rồi, quý vị có thể xem thêm tại trang chủ đồ gỗ Hiền Lanh. Đồ gỗ Hiền Lanh liên tục cập nhật các cái mẫu mới nhất về tượng Phật, tượng Quan, tượng 12 cô Sơn Trang, tượng Tam Tòa Thánh Mẫu, tượng cô, tượng cậu. Toàn bộ những pho tượng đây chúng tôi giới thiệu là được làm bằng 100% chất liệu gỗ mít ta. Gỗ mít ăn quả được rất là thơm để làm đồ thờ cúng. Và chúng tôi cũng chia sẻ luôn là nếu như làm bằng chất liệu gỗ mít khác thì giá thành nó sẽ rẻ hơn và không đảm bảo. Thì quý khách nên kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Chúng tôi sẽ quay tỉ mỉ chi tiết về các cái pho tượng Nam Tảo Bắc Đẩu cũng như là Ngũ Vị Tôn Quan. Thì Ngũ Vị Tôn Quan là gồm những ai? Ngũ Vị Tôn Quan là gồm Quan Đệ Nhất, Quan Đệ Nhị, Quan Đệ Tam, Quan Đệ Tứ và Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh. Và ba ông hoàng thì là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười. Ông Hoàng Bảy thì ở đền thờ chính ở Lào Cai. Ông Hoàng Bơ ở Thanh Hóa và ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Và tháng này cũng là tháng tiệc của ông Hoàng Bảy đây. Tháng 7 âm lịch. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh nhận đặt đồ thờ cúng theo mẫu mã kích thước đa dạng do quý khách yêu cầu. Chúng tôi có nhận trùng tu đồ thờ cúng đã qua sử dụng như khám thờ, ngai thờ, tượng thờ, tất cả các đồ thờ cúng bằng gỗ chúng tôi đều nhận sơn son thép vàng trùng tu lại. Và trong video này thì chúng tôi giới thiệu đây là những mẫu tượng này chúng tôi làm mới toàn bộ. Mỗi một pho tượng đã được đặt trên một bệ. Các bạn đang chiêm ngưỡng đây là dung nhan của Nam Tào và Bắc Đẩu. Nam Tào là áo choàng màu xanh, Bắc Đẩu là áo choàng màu đỏ. Bà đã lên dâu xong. Và dâu là dâu bằng đồng, rất là bền. Đây các bạn đang xem đây là Quan Đệ Nhất áo màu đỏ, Quan Đệ Tam áo màu trắng, Quan Đệ Tứ áo màu vàng. Và ba ông hoàng đằng sau đây, ông Hoàng Mười áo màu vàng, ông Hoàng Bơ áo trắng và ông Hoàng Bảy là áo màu tím. Cái lô hàng này chúng tôi đi Quảng Ninh rất là nhiều hàng. 11 pho tượng, 6 cỗ khám, 7 chiếc cuốn thư và 6 chiếc hoành phi, rất nhiều. Chúng tôi phải xếp xe 3 chân mới đi hết được. Quý khách tin tưởng đồ gỗ Hiền Lanh trên thị trường đồ gỗ online thì quý khách hãy cứ đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất về tượng thờ. Tượng thờ thì quan trọng nhất là bây giờ là về dáng, sau đó thì mới đi đến chất liệu gỗ. Ngũ Vị Tôn Quan thì chúng tôi làm với cái kích thước là cao 90. Còn pho Ngọc Hoàng Đức Vua Cha này thì chúng tôi làm với kích thước là cao 1m17 theo thước phong thủy. Và pho Nam Tào Bắc Đẩu chúng tôi làm với kích thước là 1m14. Ba ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười chúng tôi làm kích thước là cao 78. Vì tượng thờ là chúng tôi thường tính theo chiều cao, sau đó chúng tôi sẽ dịch ra cho tương đối với chiều rộng. Chúng tôi chỉ cần kích thước chiều cao. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh trong suốt thời gian vừa qua. Gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều các hợp đồng đồ thờ cúng, đặc biệt là hoành phi câu đối, chúng tôi nhận rất là nhiều. Thì quý khách có thắc mắc gì, quý khách hãy bình luận ở phía dưới phần mô tả thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh sẽ giải đáp từng cái thắc mắc của quý vị. Hoặc quý khách có thể liên hệ về Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý vị có thể trò chuyện được với nghệ nhân Dương Văn Hiền, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể gọi video, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý khách.
để cho quý khách yên tâm. Toàn bộ tượng đây đã được sơn son thép vàng Đài Loan. Và nếu như đình chùa nào mà có điều kiện thì quý khách có thể yêu cầu chúng tôi đến tận nơi để ráp vàng 4 số 9 thì chúng tôi sẽ đi. Thường thì cái chúng tôi đến tận nơi thì giá thành về công thợ nó cao hơn. Thì quý khách cứ điện cho chúng tôi sẽ tư vấn. Toàn bộ tượng này là chúng tôi có khoan đằng sau một lỗ để yểm tâm. Khi vào thờ cúng thì các bạn chỉ việc nhấc nắp nó ra là các bạn có thể bỏ vàng hoặc bỏ bạc vào trong để yểm tâm tượng, gọi là một chút lòng thành. Pho tượng nào chúng tôi cũng thiết kế rồi và chúng tôi cũng đã sơn sẵn như màu áo rồi để không bị lộ. Và các bạn đang xem đây là pho Quan Đệ Tam và Ngũ Vị Tôn Quan thì chúng tôi cũng giới thiệu trong video trước, đều là con của vua Bát Hải Động Đình. Quan Đệ Tam là con thứ ba và Quan Đệ Ngũ là con trai thứ năm. Thì ở trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Quý vị muốn xem được chân dung tượng thực tế như này, quý vị hãy xem qua kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi sẽ quay video chi tiết nhất, từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn. Chúng tôi sẽ quay các góc cạnh để cho quý vị xem. Và các cái quy trình làm của chúng tôi không bỏ qua một khâu đoạn nào. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.